Cô chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của buổi số 294 và giao bài của buổi số 295. Ta đến với phần chữa bài câu bị động với hiện tại hoàn thành. Thế thì chúng ta đang học trong những cái bài liên quan đến câu bị động. Chúng ta lại nhắc lại một lần nữa câu bị động là gì. Thế thì trên bảng cô đã để cho các bạn phần lý thuyết rồi. Chắc đến ngày hôm nay đến buổi học thứ 3 với câu bị động thì chúng ta cũng thuộc, nó cũng hiểu là câu bị động là gì rồi, đúng không ạ? Thế nên bây giờ mình sẽ cùng đến với phần ngữ pháp. Vậy thì câu bị động của hiện tại hoàn thành thì sẽ gồm những cái bộ phận nào? Vậy thì đầu tiên các bạn phải nhớ với hiện tại hoàn thành ta luôn có hai trợ động từ, đó là have và had. Sau đó ta cộng với to be ở hoàn thành. Thì khi này to be ở hoàn thành theo sau của have và had thì động từ nó phải là động từ dạng phân từ 2. Thì ta có be thì khi này chuyển thành been. Và động từ chính của nó sẽ là dạng quá khứ phân từ thì luôn luôn ở thì nào cũng vậy rồi. Động từ chính ở câu bị động luôn ở quá khứ phân từ. Đúng không ạ? Vậy chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta vẫn đảm bảo được cấu trúc câu của hiện tại hoàn thành. Ta có have hoặc had cộng với been. Ở đây là dạng phân từ 2 đó. Và có một cái yếu tố của quá bị động nữa. Đúng không ạ? Đó là yếu tố động từ ở dạng phân từ 2. Quá khứ hoàn thành, quá khứ phân từ đó. Vậy là có have hoặc had been cộng động từ ở quá khứ phân từ. Câu ví dụ ta có Alex had hemmed my clothes. Alex đã treo quần áo của tôi rồi. Đúng không ạ? Vậy khi này chúng ta thấy rằng là chủ ngữ thực hiện hành động ở đây vẫn là chủ ngữ Alex. Và cái vật mà chịu tác động của hành động đó là my clothes. Thế khi này với câu bị động thì ta đưa tân ngữ lên làm chủ ngữ. Đúng không ạ? Ta đưa những cái vật, những người bị tác động bởi hành động đó lên làm chủ ngữ. Ta có my clothes. Khi này chủ ngữ vẫn là số nhiều, ta phải dùng have been các bạn nhé. Không phải dùng has đâu ạ. Have been hanged, quá khứ phân từ, bởi Alex, by Alex. My clothes have been hanged by Alex. Được treo lên bởi Alex. Thế vậy thì với câu này ta thấy rằng là đã đủ những yếu tố của một câu bị động ở hiện tại hoàn thành. Đó là have cộng been cộng động từ ở dạng quá khứ phân từ. Have been hanged. Vậy các bạn sẽ có thời gian để ghi chép lại phần lý thuyết này. Và tẹo nữa thì mình sẽ chữa bài nhé. Rồi, ta đến với phần chữa bài câu 1. Cái cây đã được chặt từ tuần trước bởi Tom. Thế vậy thì với phần này chúng ta thấy rằng là đây có chủ ngữ cái cây này, đúng không ạ? Động từ đã được chặt này. Và có một cái trạng từ chỉ thời gian, đó là từ tuần trước và bởi Tom. Thế thì bây giờ các bạn sẽ cho cô đáp án xuống phần bình luận nhé. Vậy đầu tiên ta có chủ ngữ cái cây, chủ ngữ số ít, the tree. Với chủ ngữ số ít ta sẽ dùng trợ động từ has been cut. Theo sau has là been và theo sau been là động từ cut ở dạng quá khứ phân từ thì nó vẫn giữ nguyên cái trạng thái của nó. The tree has been cut by Tom last week. Từ tuần trước ta có trạng từ chỉ thời gian last week.
The tree has been cut by Tom last week. Đó. Và chúng ta thấy rằng là đây là chủ ngữ số ít, vậy ta dùng has. Theo sau has là been, theo sau been là động từ phân từ 2. Yeah. The tree has been cut by Tom last week. Rồi, vậy câu 2. Câu chuyện đã được viết trong vòng 3 tuần bởi Nick. Các bạn cho cô đáp án xuống phần bình luận nào. Vậy ta có chủ ngữ câu chuyện, the story, đã được viết, đây là chủ ngữ số ít, vậy ta dùng has been written, has been written by Nick for three weeks, được 3 tuần rồi, trong vòng 3 tuần rồi. Thì chúng ta thấy rằng là cũng là một cái dạng đúng với công thức của bị động và hiện tại thành, đúng không ạ? The story has been written by Nick for 3 weeks. Ok. Câu 3. Những cái váy đã được may từ tháng trước bởi Linda. Các bạn để ý thì chúng ta thấy là những câu trong vòng 3 ngày chữa bài ngày hôm nay thì nội dung đều giống nhau, mà nó chỉ khác thì thôi. Ok, các bạn cho cô đáp án xuống phần bình luận nào. Vậy ta có chủ ngữ những cái váy là chủ ngữ số nhiều, the dresses, đã được may, số nhiều ta dùng have các bạn nhé, have been sealed by Linda tháng trước, since last month, từ tháng trước. Thế thì với hiện tại hoàn thành ta sẽ có trạng từ since và for là hai trạng từ hay gặp nhất, đúng không ạ? Since cộng với một mốc thời gian, còn for cộng với một khoảng thời gian. Vậy tháng trước thì sẽ là một mốc thời gian, ta dùng since. The dresses have been sealed by Linda since last month. Các bạn chữa bài vào giúp cô nè. Câu 4. Đồ trang trí đã được treo lên từ hôm qua bởi Mai. Đồ trang trí, ta có sẽ có danh từ số nhiều các bạn nhé. Nào, chúng ta lại cho câu đáp án xuống phần bình luận nào. Vậy ta có chủ ngữ đồ trang trí,
The decorations. The decorations. Số nhiều, ta dùng have been put up. The decorations have been put up by my since yesterday. Từ hôm qua là một mốc thời gian, vậy ta dùng since. Decorations have been put up by my since yesterday. Treo lên, ta có put up. Là put up, ta có thể nối lại. Put up, hoặc là put up. Và câu cuối cùng, những bông hoa đã được trồng trong vườn từ rất lâu bởi Peter. Nào, các bạn chưa có đáp án xuống phần bình luận nào. Vậy ta có chủ ngữ những bông hoa là chủ ngữ số nhiều, the flowers, đã được trồng, have been planted, have been planted, đúng không ạ? Trong vườn, in the garden, by Peter, từ rất lâu rồi thì sẽ là một khoảng thời gian rất lâu rồi, ta có giới từ for a long time. The flowers have been planted in the garden by Peter for a long time. Vậy các bạn sẽ có thời gian để xem lại cả 5 câu trong phần chữa bài ngày hôm nay. Ta có nội dung vẫn giống những cái câu chữa bài buổi hôm qua và hôm kia. Thế nhưng mà về mặt ngữ pháp, về mặt thì sẽ khác một chút. Với hiện tại hoàn thành, và nhớ công thức cho cô đó là bị động, ta sẽ có trợ động từ have hoặc had cộng been cộng với động từ chính ở dạng quá khứ phân từ các bạn nhé. Và chúng ta còn câu nào chưa chứa được bài thì các bạn chứa bài vào giúp cô nha.